Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip chơi cờ. Clip ngày hôm nay thì vê anh em mà đếm là 1 2 3 4 5 5 vê. 5 con vê, một con bết, rồi một con autut, một con Layla. Thì con vê thì mới vô bích đại thôi, bích cái gì cũng được, hên xui. Thì nó ra được cái con dắt hoặc là nó ra được con bon bon thì ngon, thì nó không ra hai con đó thì chịu. Ok chưa? À ok chưa? Rồi. Không thấy vậy thì mình biến hai này. Bốn bốn. Nó phải thế anh em à, má nó phải thế. Nó phải thế anh em, nó phải thế. Bốn bốn cho tôi. Nó phải là như thế các cậu ạ, nó phải là như thế. Ngon rồi đó, vô cái thế này là thấy ngon rồi đó. Mà con móc cốt thì làm sao mà gánh ta? Con móc cốt thì làm sao mà gánh ta? Khó chỗ móc cốt nha, móc cốt gánh kiểu gì đây ta? Hơi cấn chỗ móc cốt một xíu, hơi cấn chỗ móc cốt một xíu. Mấy cái khác lo được chứ móc cốt hơi kỳ. Vậy đi ha, cầm trừng phạt đi, đưa Kagu nó cầm. Mới vô trước mắt vậy đi, móc cốt chắc bán luôn quá. Chứ là móc cốt giờ để đâu được gì đâu, móc cốt 4 tiền này bán luôn chứ để đâu được gì đó. Tại vì móc cốt nó không gánh được gì, nó vừa funny mà nó vừa cả. Ủa, gì cả hai da nó vậy? Này giỡn hoài ní gì bốn con vậy, gì ba con bốn tiền vậy? Thôi chơi đủ. Gì ghê vậy? Gì bốn con bốn tiền vậy? Ba con bốn tiền ghê vậy? Nãy hên vậy? Nó hên á. Má khứa đúng hên luôn á anh em, khứa đúng hên luôn á. Không nghĩ tới luôn, không nghĩ tới thằng khứa nó hên đánh vậy luôn á. Một đống con bốn tiền đánh sao lại, vô ba con bốn tiền thì làm sao mà cứu được. Chịu, cái đó thì chịu, cái đó là thua rồi, biết nói gì giờ. Đẻ ra được con bonbon á, đẻ được con dắt, ráng đẻ được gì, đẻ được con gì hay con đó, cố đẻ đi. Layla bán bonbon lấy 20 tiền luôn đi. Vậy trước đi anh em, đánh vậy trước đi, lấy 20 tiền dễ quýnh. Đúng không? Đánh 20 tiền trước dễ quýnh. Mất hai lượt đẻ. Mất hai lượt đẻ mình có nhiều tiền. Chim tinh hả? Chim tinh là chắc rồi. Chim tinh là chắc rồi, chim tinh là chắc rồi. Ok, trước mắt vậy đi ha. Kiếm thêm con pháp sư nữa. Bắt 2k vô trước. Từ từ rồi tính tiếp. Đội hình hơi chuối hột. Được cái 5 tướng. Trời ơi, thằng này nhiều tướng, giờ này nhiều tướng 26 vậy. Cũng 5 tướng mà tướng 2 sao quá trời. Mà nó không có tiền thôi, bị cái nó không có tiền thôi. Nó tướng 2 sao nhiều quá mà nó không có tiền thôi. Đẩy đựng cái, Kai'Gu đẩy đựng cái. Kệ đi, đánh chuỗi thua cũng được anh em, không sao anh em. Chuỗi thua được quyền lấy đồ trước. Nó cũng là lợi thế. Đúng không? Gọi là chưa hết bàn cờ, chưa biết thằng nào hơn thằng nào đó. Cứ tàn tàn vậy đi, cứ tàn tàn vậy đi. Thoải mái anh em ơi, lấy đồ trước, lấy sách không, lấy cộng hai đồ đi, lấy cộng hai đồ đi cho lợi thế. Sách chưa chắc ngon. Má thằng kia lên hai gia hai luôn hay gì trời, mới mới cấp động này có hai gia hai sớm vậy sao? Lên được dắt hai,
cái. Ok chưa? Phêu cúc, bene cúc. Coi đẻ gì bán tiếp. Cần thiết bán tiếp. Không. Vậy ngon hơn. Chắc chắn là phải bán rồi. Dắt hả? Đường dắt 2 đồ. Nãy chưa setup đồ này mà. Bán tướng nữa là chắc rồi đó, bán tướng nữa là chắc rồi đó. Bán không ta? Ô lượt này thắng nha, lượt này nhìn vậy chứ thắng nha, thắng không? Hai da nhiều vậy, hai da con nhiều vậy? Hai da con, hai da cha nhiều vậy? Vậy bán 3 này, bán 4 này luôn rồi. Bán 4 này cho đủ tiền chứ, đủ 20 tiền chứ. Đánh lúc nào phải đủ 20 tiền. Hai xe lê hả? Hai xe lê thì đâu được. Hai xe lê này ngon vậy. Không bắt vô có lỗi quá. Thì không bắt vô có lỗi quá, buộc phải bắt rồi, không bắt vô kỳ lắm. Hai cái cúc. Từ từ tính tiếp. Đội hình mình nó cũng đang vô đó, nó cũng đang vô cái thế đó anh em. Thế nó cũng ngon ngon đó. Ô đẩy chim tinh qua thằng dắt ta, nó không để chim tinh cho thằng Kagu ta. Chết mẹ, để cái chim tinh qua thằng dắt đi rồi. Chim tinh Kagu đánh được chứ chim tinh qua dắt đi mẹ rồi. Vậy là phải để cái cộng 2 đồ này cho con khác. Để qua dắt là nó đẩy chim tinh qua đó. Là bú. Đúng không? Là bú. Để con Kagu đẩy vô là đi hết rồi. Má cây gì trời. Khống chế HP. Khống chế HP đi. Cái dắt bắt vô. Để này qua đây. Chung thôi nó để vô cho con dắt nữa. Thiệt nó để vô cho con dắt nữa. Nó để vô cho con dắt là mình đi nữa. Mình đi một sải nữa. Đủ đẻ ngộ không? Đẻ ngộ không ở cấp này. What the fuck, đẻ ngộ không ở thời điểm này ư? Ngon vậy. Đã vậy. Ồ đã vậy. Up cấp 26 tiền còn 15 tiền, 15 tiền bán tướng. Thôi nhịn thêm rau đi chứ mắc gì. Up luôn anh em. Is there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Ok, dùng đồ ngộ không anh em ạ. Dùng đồ ngộ không, dùng đồ ngộ không. Lấy đồ cho ngộ không, ngộ không cân tim, ngộ không kim tinh cân tim. Ok chưa, ngộ không kim tinh cân tim ok chưa? Ok chưa các cậu, Selena lấy 2 cộng 2 lót. Ok chưa? Ok chưa, ok chưa? Ok chưa các cậu, đội hình này ok chưa? Thả 4 triệu hồi lên luôn, thả Vesena ra nữa. Thả Vesena lên luôn. Bán Selena. Không, Senna để biến tướng, Senna để biến tướng. Quên. Rồi, bây giờ biến con Selena. Chưa gì để biến ta. Kaya lên 2, Selena, Kaya với Jack. Biến trước vậy đi, lát tính tiếp. Đúng không? Cứ biến trước vậy đi, lát tính tiếp. Lát mình tính sau anh em, lát mình tính sau. Ngộ không chim tinh tầm này khỏe lắm. Đồ bên nó cũng có ngộ không kìa. Nóc 2 sao chim tinh nữa. Vậy thì khả năng cao đánh nóc 2 sao chim tinh nha.
đánh nóc 2 sao chim tinh nha anh em. Ok, nóc chim tinh đúng không? Ừ, nóc đợt tới được nhảy chim tinh rồi. Rồi ok, cũng được. Kagu lên 2 cái đi. Ma tích cúc ma tích không liên quan, ma tích cúc. Dừng con bon bon hả? Thế thì bon bon cúc. Ok chưa. Bán ma tích hả? Bán ma tích thì cho ma tích nó cúc. Lưu nóc chim tinh nè, lưu nóc bắn nè, lưu nóc lướt lên lưu nóc bắn nè. Giờ đánh 6 chim tinh hả ta? Chuyển qua đánh 6 chim tinh hả ta? Ồ, lưu nóc không ổn rồi, lưu nóc bị tắp rồi, lưu nóc bị choáng tới chết rồi. Ừ, lướt qua bắn được. Ok, lướt qua bắn là ổn. Được. Bây giờ là cần cái cọng slot. Trời, không được lấy cọng slot rồi. Lấy đồ sâu không được lấy cọng slot rồi, lấy sâu nhiều quá. Ngọc chim tinh là chắc rồi. Ngọc chim tinh đánh 6 chim tinh. Lên cờ 6 chim tinh. Bây giờ là phải lên cờ 6 chim tinh anh em ạ. Kagu Selena. Hiện tại đang 4 chim tinh. Ồ, toàn mấy con chim tinh gánh tim không ta? Con này thì có đam phép, cũng không cho nó cút được. Ngộ không mới 1. Khó ta. Nhịn rau nữa lên cấp hả? Phải roll ra được 2 con chim tinh nó mới được. Nhịn rau đi. Rau 2 rau lên cấp coi coi nó tình hình nó làm sao. Nóc không có đồ nha, nóc này không có đồ, bắn hơi yếu. Ừ, nóc này không có đồ, bắn hơi yếu. Rồi nó tấp nóc như con vậy. Ồ, cha tấp nóc xỉu luôn á. Lên cấp một cái, bỏ bớt một con pháp sư ra. Ưu tiên lên 6 chim tinh trước cây đã đánh mới dễ. 6 chim tinh mà dồn cho ngộ không. Cho ngộ không nhảy chim tinh. It's good to see you, Rafaela. Yo, time to beat them up, Koopa. Rồi không có nào chim tinh luôn vậy. Đây, 6 chim tinh thì con này cúc. Đúng không? Con này cúc. Ok. Tạm thời vậy đi, 6 chim tinh trước. 6 chim tinh nóc được hưởng ha. Nóc được hưởng chứ không phải ngộ không được hưởng ha. Ừ, cho nóc được hưởng đi, nóc được hưởng, nóc gánh. Không, ngộ không không cần hưởng đâu. Nóc được hưởng đi, nóc được hưởng ok hơn. Ngộ không hưởng là gãy. Đúng không, ngộ không hưởng là gãy. Bán cây da. Cây da cúc. Trang bị. Làm mới cửa hàng, hồi mana. Lấy giáp ảo đi. Lấy giáp ảo để mà đẻ còn biến tướng. Đúng không? Lấy giáp ảo mà còn đẻ còn biến tướng. Giờ là phải kiếm con nóc. Phải kiếm ra được con nóc. Giờ cần là cần nóc thôi.
Ok, để mà còn biến tướng anh em. Ngọc bất tử ha, không cần thiết. Đóng băng dành cho nóc. Đóng băng dành cho nóc, sách dành cho nóc. Rồi cái này cút. Cái này đưa con khác cầm. À, đưa con này cầm chẳng hạn. Rồi tướng cái, rồi tướng cái, rồi tướng cái. Odette. Valentina. Đang dương con chịu hồi là con ngộ không. Mà con ngộ không bây giờ phải để. Valentina chắc không cần cút. Đưa thêm trừng phạt cho con nóc nữa đó. Rồi đưa thêm pha lê vô luôn. Má quên đưa pha lê qua. Đưa pha lê cho con nóc bắn hồ máu. Sao đưa vốn được vậy? Nóc 6 chim tinh 2 sao bắn ác. Thêm phù thủy không ta? Cần thêm phù thủy không ta? Bắn nổi không? Chắc là bắn được anh em, 6 chim tinh mà. 6 chim tinh có đồ bắn được. Ok. Vậy nuôi nóc 3 sao nè, nuôi nóc 3 sao 6 chim tinh. Bắt buộc vậy ơi. Cấp 7 mà sao roll con nóc nó không ra ta? Phải lên thêm một cấp nữa hả? Ừ, lên thêm cấp nữa mới roll ra nè mà. Má dở. Làm ngồi roll nãy giờ tốn tiền vãi. Sắp được con bon bon 3 rồi. Ừ, phải lên thêm cấp nữa mới roll được gan nóc chứ. Dở quá. Phải roll nó được nóc 3 thì mới top 1 nổi. Chứ không có nóc 3 là đi ngủ. Đúng không? Không có nóc 3 đi ngủ. Vẫn đang ổn, nóc vẫn đang gánh được, vẫn đang ổn, vẫn đang rất là ok luôn. Đang lo được, đang lo được. Tỉa, tỉa, tỉa. Ngon đó. Rồi. Ngồi đợi up cấp, up lên cấp 7 thì mới roll mới dễ ra nóc. Up lên cấp 8 chứ. Giờ này roll làm gì ra được mà ra. Roll phí tiền, má nãy giờ không biết ngồi roll như máy điện. Ngồi roll cùng roll điên. Ra ăn dắt hả? Vét cúc đi. Vét đâu cần thiết đâu. Hết lượt này tính tiếp. Hết lượt này lên cấp rồi. Ngộ không giờ mình cho nó cúc luôn cũng được nữa. Ngộ không thấy cũng không có nhiều tác dụng. Phải ngộ không 2 thì có tác dụng. Ngộ không 1 đâu xi nhê. Ngộ không 1 đâu làm gì được đâu. Trời, nóc 3 sao rồi, nóc kia nóc 3. Má nóc kia nóc 3 chịu không nổi rồi. Má nóc kia nóc 3. Nó hơn nó biến được nóc 3. Đúng hơn luôn, cứ đúng hơn luôn. Trời, có kiếm giám sao nữa thôi chịu. Hơn có giáp nó không có giáp chắc đi rồi. Má nóc 3 luôn hơn dữ vậy. Má hơn cái gì mà hơn thế. Khứa này nhân phẩm tốt dữ vậy. Lấy cọng lót được không? Ngọc chim tinh kìa. Ngọc chim tinh đi. Má lấy mẹ luôn rồi. Băng thạch là chắc rồi. Má lấy được ngọc chim tinh ngon rồi. 6 chim tinh. Rồi, bon bon 3. Bon bon 3, ngộ không. Bon bon 3 với lại con Estate Odette. Estate Odette. Không len đi, len ok hơn. Aya, Aya Vet Massa. Aya Vet Massa.
cặp trước đây cũng tiếp. Vậy thì Haya. Ok chưa? Tạm thời vậy trước đi đã, mới ấy tướng xong à. Haya 3 đánh qua bán tướng. Bây giờ lên 6 chim tinh với lại 6 bí thuật. 6 chim tinh, 6 bí thuật. Bán tướng 6 chim tinh, 6 bí thuật. Bí thuật bắt vô. Trời, Masa cào ác ha. 6 chim tinh, 6 bí thuật anh em ạ. Chim tinh. Bí thuật. Nóc. Rồi ok. Một con chim tinh vô trước. Hay ra full đồ. Lượt quái đi rồi bắt đầu sửa tướng. Lượt quái nhiều thời gian để sửa tướng hơn. Bây giờ không đủ thời gian đâu. Con ngộ không là cúc nè. Con ngộ không cúc, con ma sa cúc. Con vét cúc luôn. Con vét cúc luôn. Ok ha, vét cúc luôn. Giờ tạm thời vậy trước đi. Haya chặt đau lắm. Haya có chim tinh chặt ác lắm. Nhưng mà nóc bên kia bắn cũng đau không kém nha. Nóc bên kia bắn suốt luôn nha. À, nóc bên kia bắn rác à. Ủa sao tôi để ngọc chim tinh lên không được vậy. Rồi cục chim tinh này cho con khác. Nóc nè. Bí thuật nè. Bon bon bí thuật nè. Con này cúc, con này cúc, con này cúc. Bon bon bí thuật nè. Con này bí thuật nè. Masa cúc nè. Kago bí thuật nè. Sáu bí thuật nè. Đổi này nè. Thiếu một chim tinh. Chim tinh đương bon bon này. Ok. Đương này. Tạm thời vậy trước đi, chuẩn bị lên hang bí thuật nữa đã. Còn lót cho đủ hang bí thuật không ta? Bây giờ quan trọng còn lót không ta, để coi còn lót không. Ngọc sát thủ nè. Ngọc sát thủ ngon nè. Còn lót cho bí thuật không ta? Không hả? Hai ngọc chim tinh. Hai ngọc chim tinh, 1 2 3 4 con chim tinh, đúng rồi, 4 chim tinh, 4 bí thuật. Vẫn thiếu một slot, Này lấy gì ta? Lấy này đi. Lấy này đưa giác đi. Rồi. Vẫn thiếu một bí thuật. Đồ bên kia Haya 3 6 bí thuật. Bên kia căng vậy, bên kia Haya 3 6 bí thuật căng vậy. Bên đây Haya 3 có chim tinh. Có chim tinh, có sát thủ. À, trời ơi má nó chặt ác vậy. Ôi má bên kia mấy anh Haya chặt ác vậy. Vậy là phải lên 6 bí thuật trước rồi. 6 bí thuật quan trọng hơn là 6 chim tinh. 3 chim tinh thôi. 3 chim tinh thôi. 6 bí thuật là bài đó. 3 chim tinh. Up cấp cái Ron. Một con bí thuật nó coi khó vậy sao. Đây cây già. Cây già lên bồn đây. Ok, 6 bí thuật trước. Thiếu một con chim tinh lát tính sao. Ra ngộ không, cút. Giờ tạm thời phải 6 bí thuật trước cái đã. Dắt cút. Bon cút. Trời ơi má nó bắn rồi. Ông nội ơi.
nóc nó bắn rồi. À, lùi nóc nó bắn kìa. Vậy phải cho hai da đóng băng rồi. Vậy phải cho hai da đóng băng rồi. Tôi lấy đồ. Bear the weight of the cosmos. Do you want to be my Shikigami? Kaiu. Don't go away. Our game isn't over. À, hai da cầm đóng băng. Ok luôn, hai da cầm đóng băng. Rồi vậy đi. Thua nữa chịu, pha này thua nữa chịu. Nhiều con một sao quá. Thua nữa thì thôi, biết sao giờ. Hai da ba, sáu bí thuật. Gặp lại anh này nữa. Mà lần này chắc là khác. Có vẻ khác không ta? Có vẻ khác được một chút nào không? Còn đóng băng không? Ừ, còn đóng băng. Nó tàn mấy con clone thôi mà. Tụi nó tàn hai da clone thôi mà. Hai da clone không lấy, hai da real lại thua. Một giọt lấy được cộng lót 6 chim tinh. Một giọt lấy được cộng lót 6 chim tinh. Mà không lẽ thua, 6 chim tinh không lẽ thua. 6 chim tinh không lẽ giờ tao thua mày. 6 chim tinh 6 bí thuật mà tao thua mày thì nó kỳ. Đúng không? 6 bí thuật 6 chim tinh mà tao thua mày thì nó kỳ. Một máu lọc kèo. Nãy sừ anh em ạ. Lên 6 chim tinh. Lên, lên. Trời ơi, vậy mà không lấy giờ tao thua mày. Thiệt chứ, giờ không lấy vậy mà tao thua mày. Đúng không, lấy đồ vậy mà thua. Lũ nóc 3 sao không lấy thua. Lũ nóc 3 sao, hay da 3 sao. Ê. Khoan. Chết mẹ, đừng tích qua lũ nóc nha. Đừng cộng chim tinh qua lũ nóc nha. Rồi ăn cứt luôn. Má, quên cộng kim tinh con lũ nóc là ăn cứt rồi. Bắn nổi không vậy? Được không ta, cộng kim tinh con lũ nóc bắn được không ta? Tại vì mình tính là cộng kim tinh con hai da mới ngon. Ơi bắn được nha, bắn được nha. Bắn được nha, bắn được nha. Bắn được nha, bắn được nha. Bắn thằng này đi luôn nha. Bắn thằng này đi luôn nha. Top 1 nha, top 1 nha. Top 1 gọi tên tôi. Rồi, cài ngu lên. Vậy thôi, được rồi, vậy thôi, được rồi anh em. Cần gì nhiều đó anh em. Không, mà đưa cái trừng phạt qua con này để cho nó cộng qua con hai da mới ngon. Chơi chắc, cộng đồ qua hai da là ngon nhất. Thằng một máu, thằng hai máu chơi với nhau. Một máu lật kèo ở đây anh em. Vô cái cờ, cái là nó vô. Cái gì vậy, con bò nó ghê vậy. Cái gì nó hai con bò ba sao nhìn ghê vậy, nhìn sang chấn vậy. Nhìn sang chấn dữ vậy. Hên hồi nãy là tôi lấy cái cộng áp giáp ảo anh em, cộng giáp ảo cho chỉ huy á. Chứ thôi tôi nghĩ tôi cũng bài anh em, tôi nghĩ tôi cũng bài. Rồi không lẽ giận bò ăn hai da, đúng không? Không lẽ giận bò ăn hai da. Bò chim tinh ăn sao lại hai da được? Hai da chim tinh nè. Hai da chim tinh bạn ơi. Còn đóng băng bạn ơi. Ngủ đi. Ngủ đi. Xin nhẹ top 1. Ok chưa? Xin nhẹ top 1. Ok chưa? 6 chim tinh, 6 bí thuật. Ok chưa? Hai da 3. Ok chưa? Lũ nóc 3. Rồi, đơn giản vậy thôi. Anh em coi clip cho xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua hạt, mua kim cương, mua skin liên hệ fanpage của Tài Kim Minh. Phần fanpage được ghim dưới phần mô tả. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. See you.